Ok, hello mọi người, Jennifer Nguyễn đây. Ok, Jen được inbox rất là nhiều và cậu có the same question là Jen ơi, anh chị muốn mua tiệm nail, làm hồ sơ ngân hàng như thế nào, hay là muốn buy out cái partner của mình rồi muốn refinance, muốn làm đủ thứ chuyện trong cái mục đích là vay tiền ngân hàng để làm business á. Thì Jen có cái chương trình là 7 đến 10 năm, rồi 10 đến 30 năm cũng có cái term á đối với ngân hàng. Nhưng mà thực ra khi mà làm việc với ngân hàng, anh chị em phải nhớ 3 năm thuế, nếu về business phải có 3 năm thuế nha. Năm thuế về gì? Personal tax return and business tax return too. 3 năm vừa rồi phải quan trọng net profit nữa. Ok, rất nhiều người khi mà nói thuế rồi và revenue đem doanh tổng doanh thu đem về tiền triệu này kia nghe thì tốt lắm, nhưng mà quan trọng là cái người CPA của mình khai thuế cho mình cái net profit đem về túi sau khi trừ tất cả mọi chi phí rồi, cái đó là bao nhiêu, thì cái đó mới là cái quan trọng. And then cái quan trọng thứ hai là gì? Thu rồi nhưng mà phải nắm được cái chi là cái chi, cái gì, chi phí trong đời sống của anh chị bao nhiêu, tiền nhà bao nhiêu, tiền xe bao nhiêu, tiền nợ bao nhiêu, credit card bao nhiêu, tất tần tật cái thu trừ cho cái chi và còn lại cái net, nhớ là như vậy. So nó sẽ dựa vào cái net đó, nó based on cái net của mình đem về túi bao nhiêu, tiền đem tiền lợi tức mà mình đem về sau khi mà mình trừ tất cả mọi thứ đó, thì nó sẽ dựa vào con số đó để cộng với cái business plan là mình dùng cái số tiền vay ngân hàng để làm gì. Và nó sẽ có cái business plan, nó produce cái cash flow và nó make money như thế nào, thì nó sẽ side by side để nó quyết định là có được vay hay không và được vay bao nhiêu tiền. Rất là kỹ nha mọi người, nên làm việc với ngân hàng á, mình chịu khó một tí. Thứ nhất là chịu khó gì? Điền đầy đủ mọi thông tin. Tại vì nếu không đầy đủ thì mình sẽ mất tiền, hiểu không? Tại vì nếu mình nói không đúng thì mình sẽ bị mất tiền deposit để cho ngân hàng nó làm việc. Rồi nếu mà chịu khó một tí nữa là cái gì biết không? Là mình phải nói sự thật. Tại vì đừng có viết mà viết không đúng. Ví dụ cash on hand tôi có 100.000, tôi nói 100.000, đừng viết lên 300-400.000, mất công lắm. Tại vì sao? Nó sẽ submit, nó nghe mình nói nhưng mà họ vẫn yêu cầu tất cả những cái documents, là những giấy tờ hồ sơ, bank statement, tax return và tất cả những cái gì đó nó phải có biên nhận, biên lai và receipt, tất tần tật nó phải có giấy tờ nha. So Trinh dặn trước như vậy. So anything about business bank loan thì Jen có thể cũng có thể help cả nước Mỹ luôn. Ok, so Jen có rất là nhiều chương trình và rất là helpful cho người Việt Nam của mình. So mọi người nhớ là any question, anything, give me a call. Ok, chương trình ngân hàng có làm việc với tất cả các ngân hàng và cho anh chị em cái grade tốt nhất. Hiện tại nếu mà chicken farm đi, nói về chicken farm là trại gà đi, thì khoảng 3.5. còn nếu mà về tiệm nail mình, nhà hàng mình, nó đang rủi ro trong cái thời buổi kinh tế nè, thì cái start rate của nó là 5.75 trở lên. Ok mọi người nhớ credit make sure 700 trở lên nè, phải có, quan trọng collateral có nghĩa là tài sản thế chấp. Ok, mọi người nhớ là phải có tài sản nữa. Tại vì không có tài sản, lỡ COVID, lỡ cái này cái kia, lỡ bệnh tật hay lỡ tất cả những cái rủi ro đó, thì ngân hàng nó muốn nắm chắc cái phần mà không có để chính ngân hàng bị thiệt hại về tài sản, về tiền bạc. Ok, xong mọi người nhớ là phải chuẩn bị credit 700, 3 năm thuế cộng với collateral là tài sản thế chấp. Tài sản thế chấp là những nhà cửa đã pay off rồi nha. Đã pay off rồi thì cái hồ sơ nó strong hơn. Còn nếu mà chưa pay off, còn nợ nhiều, mới mua năm này năm kia đó, thì nó không. Tại vì cái nhà đó vẫn còn đứng tên của một cái ngân hàng khác, chứ không phải là tên của mình. So mọi người nhớ như vậy. Anything be prepared. Và trên khuyên một điều là không bao giờ đưa tiền mặt ra để đi kinh doanh. Đưa tiền mặt ra để mua bất động sản đầu tư thì yes, tại vì lỡ cái chuyện gì mình cash out á, nó rất là dễ dàng, không cần công việc làm, cũng không cần thuế má gì hết. Nhưng mà nếu mà đi làm ăn thì sẽ nhiều rủi ro, và trên khích lệ mọi người nên đi vay tiền để làm ăn. Ok, và coi ngân hàng như là một cái partner của mình, để chi hai bên cùng làm ăn, cùng làm business với nhau, và win-win situation, nhớ nha. Ok, bye bye mọi người.